và để xem thì ngày ấy đây là để chụp ảnh xem anh không đồng ý nữa. Tất nhiên là không phải, tức là nói là thầy nói là chụp ảnh thì là biết là muộn rồi, không thể xem được. Kể cả bảo là để xem luôn anh cũng được.